22 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu có quy mô lớn. Các đối tượng gồm Phạm Thanh Linh, 24 tuổi, Nguyễn Quốc Kiệt, 26 tuổi, Nguyễn Hữu Thế, 29 tuổi và Nguyễn Hữu Thân, 31 tuổi, là anh trai thế, cùng quê Trà Vinh, riêng Tiền Thị Tuyết Ngân, 19 tuổi, là vợ của Phạm Thanh Linh, được cơ quan điều tra giải quyết cho tại ngoại vì đang mang thai. Chiều ngày 13 tháng 9, công an phụ kích trước nhà số 09 đường Tân Túc, thị trấn Tân Túc. Huyện Bình Chánh bắt quả tang Tiền Thị Tuyết Ngân đang đi giao 9 hộp đựng giấy tờ giả cho nhân viên công ty vận chuyển để chuyển đến bưu cục quận 7 giao cho khách. Lúc này trinh sát cũng bắt quả tang một tài xế giao hàng công nghệ Grab cũng vừa đến giao cho Ngân 107 túi hồ sơ đựng nhiều giấy tờ giả. Khám xét khẩn cấp căn nhà số 9 đường Tân Túc. Tại đây, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được làm giả và đồng thời đưa Ngân cùng Phạm Thanh Linh là chồng Ngân cùng Nguyễn Quốc Kiệt về làm việc. Từ lời khai của các đối tượng trên công an bắt giữ thêm anh em Nguyễn Hữu Thế, Nguyễn Hữu Thân. Công an xác định anh em Thế, Thân nhận các loại giấy tờ giả từ Campuchia đưa về Việt Nam rồi giao cho khách theo danh sách có sẵn. Anh em này thuê căn nhà số 09 đường Tân Túc làm nơi cất giữ giấy tờ, tài liệu giả chuyển về, rồi đóng gói cùng với quần áo cũ nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng. Sau đó, anh em thế, thân chỉ đạo vợ chồng ngân, Linh cùng Kiệt đặt giao hàng qua các ứng dụng cho bưu cục để chuyển đến khách hàng bằng dịch vụ thu hộ tiền. Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy tờ giả, trong đó có bằng cấp các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy tờ tùy thân các loại hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét những người liên quan